Nêu câu hỏi đầu tiên ạ. Dạ. Kinh Vô Ngã Tướng có câu, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn lui lại trạng thái này nữa. Dạ, xin sư vui lòng giải thích chi tiết. Dạ, xin đa tạ. Đó là cái nhận thức của bậc thánh ngay sau khi mà chứng quả la hán. Mình còn phàm thì từ vô thủy luân hồi mình chưa bao giờ có được một cái nhận thức như vậy về bản thân, nhưng mà khi một cái vị mà họ đã chứng quả la hán thì ngay khoảnh khắc đó vị đã biết rằng kể từ bây giờ không còn tái sinh nữa, phạm hạnh đã thành, có nghĩa là cái chuyện tu học ấy đã hoàn mãn. Gánh nặng có đặt xuống, nghĩa là gánh nặng phiền não và cái gánh nặng tái sinh ấy, không còn nữa. Đây là kiếp sống cuối cùng, vì đó chỉ giống như là ngồi chờ đủ duyên người ra đi, ngọn đèn hết dầu nó không có cháy nữa, con thuyền nó không còn có thể dông rủ trên cái biển đời tử sinh nữa, bây giờ nó lên bờ nó nằm chờ mục rã. Thì cái đoạn đó đó, cái đoạn đó nói lên cái cảm nhận, cái nhận thức của vị La Hán về bản thân mình. Vậy là xong câu một rồi. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Dạ, thưa sư, một nhà sư có được phép vào phòng thể dục công cộng không? Và khi con thấy thì con có chút không hoan hỷ, như vậy có phạm tội bất kính không? Dạ, kính kính thưa sư giải thích, và con kính tri ân sư. Ở trong luật tạng ấy, ở trong luật tạng Đức Phật ngài có dạy bốn cái pháp gọi là bốn pháp dung hòa, gọi là tiếng Pali gọi là Maha Padi Sattham á, bốn pháp dung hòa. Những cái điều nào mà Đức Thế Tôn ngài chưa có cấm, bởi vì thời ngài không có, thời ngài không có thì ngài không có cấm. Có những điều ngài chưa có cấm nhưng mà mình xét thấy rằng nó không có nên thì mình nên tránh. Có những điều mà ngài không có cấm nhưng mà nó không có đi ngược lại cái luật đạo luật đời thì ok. Ví dụ như thời Đức Phật không có chuyện ông xuyên đi máy bay, ngài không cấm, nhưng mà bây giờ mình xét thấy cái chuyện nó cũng có gì kỳ thì đi ok. Đấy. Vậy là bốn điều. Điều nhất là ngài chưa có cấm nhưng mà thấy nó không nên thì mình nên tránh. Điều thứ hai, ngài không, ngài chưa có cấm nhưng mà thấy nó ok, không trái luật đạo, không trái luật đời thì mình có thể tùy duyên. Thứ ba là ngài chưa cho phép nhưng mà mình xét thấy so với luật đời luật đạo thì nó có cái chỗ nó hơi kỳ kệ, nó không có chỗ, nó có chỗ nó hơi bất ổn thì mình nên tránh. Cái điều là ngài chưa cho phép nhưng mà mình thấy là xét luật đời luật đạo nó ok thì có thể làm. Như vậy thì bốn điều này nói gọn là nó có hai thôi, tức là điều nào mà dầu ngài chưa cho phép hay là chưa cấm nhưng mà xét luật đời luật đạo mà thấy nó ok thì mình có thể tùy duyên. Còn điều nào ngài chưa từng nhắc tới để cho phép hay là cấm chế nhưng mà xét luật đời luật đạo nó không có được tốt thì nên tránh. Đó là phần một. Phần hai, đó là giới luật của Đức Phật có tới mấy trăm điều dành cho tăng ni, tăng 227 ni, 311. Nhưng mà cái sở hành của phàm phu thì nó vô số, cho nên ngày cấm sao cấm cho hết. Cho nên nó là toàn bộ tạng luật gom lại đó, chỉ có hai thôi. Một là cái gì mà Đức Phật chính thức nhắc đến trong mấy trăm giới của tỳ kheo, dứt khoát là không có, vì tỳ kheo không có vi phạm. Cái đó gọi là Panyat Tí Quý Na Giá. Nhưng mà nó có trường thứ hai gọi là Lô Cá Quách Chá Quý Na Giá, có nghĩa là có những cái điều luật tuy không có chính thức nằm ở trong những cái giới cấm nhưng mà nó bị, nó nằm ở trong cái phần gọi là Lô Cá Quách Chá, có nghĩa là nó có thể trở thành ra là cái bia cho thiên hạ nhắm bằng. Thì trong trường hợp đó thì tăng ni nên tránh. Đó là xong câu hỏi hai. Dạ, xin thưa sư, phần 2 của câu có hỏi đó là khi mà con thấy như vậy đó, thấy cái một vị sư mà vào phòng tập thì con có chút không hoan hỷ, như vậy có phạm tội bất kính không ạ? À? Trong tôi không có giải thích nha, tôi chỉ kể câu chuyện thôi. Là trong chú giải, đó, commentary của kinh Tạng có kể câu chuyện một ông thiện nam buổi sáng thỉnh chư tăng đến nhà cúng dường. Đấy, cúng dường
rất là cung kính, từng vị và từng vị. Ông chăm sóc thức ăn, nước uống rất là cung kính, không có phân biệt với nào hết. Đó là buổi sáng. Nhưng mà buổi chiều có một vị đến nhà ông mượn cây cuốc để làm việc. Thì ông mới lấy cái chân ông hất cây cuốc, ông nói, đây này, xin mấy người xin dùng. Ông lấy cái chân ông hất cây cuốc, chỗ không có đưa bằng tay, tại biết vị đó không có giới. Thì trong 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 đó mới giải thích là buổi sáng khi mà ông cúng dường ấy, là ông cúng dường ấy bằng cái chủ ý là nhắm đến phước điền, tăng bảo. Nhưng mà buổi chiều đó thì ông chỉ nghĩ là đây là cái quan hệ giữa cá nhân và cá nhân. Đấy. Tôi không có nể anh, tôi biết anh là không có đáng để tôi kính nể, thì ok. Đâu có luật nào cấm người cư sĩ, không có luật nào cấm người cư sĩ bày tỏ cái cảm nhận, cảm xúc của mình trước một cái vị tăng mình bất kính. Trong luật chư tăng với nhau thì bắt buộc, ví dụ vị nhỏ hạ phải tôn trọng người lớn hạ, dù vị lớn có bày hài cách mấy nữa, khi nào tăng xử hết. Nhưng mà khi tăng vừa nên ra mà xử thì nhỏ hạ phải tôn trọng lớn hạ. Chứ mình trong quân đội vậy đó, trong quân đội phải có cái gọi là quân phong quân kỷ, quân giai ngạch trật phải rõ ràng. Nhưng mà cái quan hệ với cư sĩ và nhà sư thì là khác, bởi vì họ đó, mình kêu họ cư sĩ cho vui thôi. Chứ họ thích thì họ làm cư sĩ, mà họ không thích thì họ không là cư sĩ. Họ thích thì họ chào, không thích thì họ không chào. Cái chuyện gì bình thường. Vậy nên bình thường mình không trách được họ. Dạ, đại khai vậy. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, con xin phép được đọc tiếp câu hỏi kế tiếp. Dạ, thì có hai câu hỏi thì nó gần gần như nhau, thì con xin nêu hai câu hỏi một lúc. Dạ. Dạ, thưa sư, trong cuộc sống con cảm thấy người thường nghĩ cho người khác thì hay gặp chuyện thiệt thòi, thường bị ức hiếp. Vậy theo tinh thần Phật giáo, khi gặp chuyện thiệt thòi có nên chấp nhận và buông bỏ hết không? Có trường hợp nào nên đấu tranh hoặc được đấu tranh vì lẽ phải không? Con xin cảm ơn sư. Dạ, câu hỏi thứ hai cũng có nội dung cũng khá là gần như câu hỏi thứ nhất. Dạ thưa sư, cho con hỏi, buông bỏ theo tinh thần Phật giáo, theo tinh thần Phật pháp, có phải là mình mặc kệ và không phản ứng lại bất cứ điều gì không? Dạ. Tôi trả lời cái câu số 2 trước. Trong kinh có một câu thế này. Con rắn dầu nó có tu cách mấy đi nữa, nhưng mà thỉnh thoảng nó cũng phải bị khè, nó phải bị phì. Chứ không người ta tưởng nó là sợi dây rồi nó lên cái cọng phủi thì nó cũng kẹt. Hay kể không? Mình nó cắn, nhưng mà mình là cũng phải khè khè một chút, không là mình bò, mình trường, tránh chỗ khác chứ để người ta đầy đọ dù dập mình thì quan uổng lắm, không quan uổng lắm, cho nên là không cắn. Khổng Tử có nói là lòng hại người không nên có, nhưng lòng đề phòng thì không nên không. Đấy, trở lại câu thứ hai. Rồi trở lại câu thứ nhất. Một trong đời này có hai hạng, đó là một chỉ có hai hạng mà sống ngược dòng đời, đó là một là Bồ Tát có lòng cầu Phật đạo, vì cái lòng thương chúng sinh xem muôn loài là giống như máu mủ của mình, nên không có cân phân tính toán so đo. Hạng thứ hai là bậc thánh, vì cái lòng thứ nhất là lòng không còn phiền não thương ghét nữa, chỉ có đại bi. Giữa cái hai bậc này đó thì mới có thể gọi là tự tại giữa dòng đời, như là người mẹ mà sống giữa một vầy con hư, giữa một đám con bị tâm thần. Chỉ có hai hạng này thôi. Bồ Tát và thánh nhân thì giống như là một bà mẹ mà sống giữa đám con và tâm thành, nó cào cấu, nó giật tóc, nó đấm đạp thì mình tránh đường tránh, chứ còn không có giận. Mà nếu mình nhắm mình không phải là hai hạng này thì mình cũng coi thu xếp mà tránh, không nhất thiết trường hợp nào cũng đối mặt nha, không có nhất thiết trường hợp nào cũng đối mặt nhé, cái đó quan trọng. Và một chuyện nữa, trong trường hợp mình bị thiệt thòi, bị nhất là bị người ta lợi dụng, thấy không, bị người ta lợi dụng, mình cứ nhớ cái này. Thứ nhất, mình có giá trị gì đó người ta mới lợi dụng. Phúc thay cho kẻ nào sống ở đời còn có cái để cho cuộc đời nó lợi dụng. Chỉ sợ nhất là sống ở đời mà không có gì để cho chúng ta nó lợi dụng, nghĩa là mình vô dụng, thấy không? Chỉ có hạng vô dụng thì mới không bị người ta lợi dụng. Tuy nhiên, đạo Phật là từ bi với trí tuệ song hành.
thương nhưng mà không có để đời nó chà đạp. Với mình nhớ thế này, mình phải biết quý cái thân mạng này để mình tiếp tục mình tu, bởi vì thân người khó được chánh pháp khó gặp. Thứ hai, mình phải biết quý thời gian tu học nó hiếm lắm, không, thân người khó được cho nên cái thời gian của thân người cũng khó. Mà bây giờ mình phải tiếp xúc với những người mà cứ làm cho mình mất thời gian thì nó không có đáng. Không, ok, tôi không giận anh, tôi không giận anh, tôi là một bà mẹ. À, và tôi nhìn anh giống như đứa con tâm thần, nhưng mà có một điều, vì tôi thờ Phật và tôi coi trọng cái thời gian tu học của tôi, cho nên anh tấn công tôi không giận, nhưng mà tôi sẽ không có mất thời gian với anh nữa, không, tôi không mất thời gian với anh nữa, tôi kiếm chỗ tôi tu, không, thì đó là câu trả lời của tôi. Còn cần tôi tùy ý các vị có muốn theo không thì ok, xong rồi. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, con xin phép được đọc câu hỏi kế tiếp. Dạ, bạch sư cho con hỏi, khi về già, không chồng, không con, không có kinh tế, vì không muốn làm gánh nặng cho người khác, con muốn ra đi sớm bằng bằng cách tự tử có được không? Tôi mới vừa nói chánh pháp khó gặp, thân người khó được. Nếu là tôi, thôi bây giờ tôi nói tôi đi, tôi nói tôi đi, không, tôi nói tôi. Còn cái chuyện các vị có muốn theo không thì tùy. Một là có muốn theo không thì tùy, không nên hỏi thầy khác. Không, tôi trả lời theo kiểu tôi, trong trường hợp của tôi, khi mà tôi hiểu được chánh pháp khó gặp, thân người khó được. Đấy, bị cái người mà hỏi câu này dứt khoát là Phật tử. Đấy, cái người hỏi câu này là dứt khoát Phật tử. Mà nếu là Phật tử mà không lý nào không biết cái câu là chánh pháp có gặp thân người khó được, thì tôi sẵn sàng đi ăn mày, hoặc là tôi đi bán vé số, hoặc là tôi đi bưng bê, nếu mà người ta che tôi đi bán vé số, hoặc là tôi đi ăn mày để mà tôi về tôi sống chánh niệm, tôi nghe pháp, tôi coi cái chùa nào từ bi ấy, tôi đến tôi không muốn làm phiền chùa đâu, tôi chỉ cho tôi ngồi bật thềm tôi nghe kinh, là tối tôi chui xuống cái gầm cầu tôi ngủ cũng được. À, chùa thương chỗ ngủ, chùa không thương thôi đi ra chùa cầm cầu. Nhưng mà tôi không có quỷ cái thân này, mà tôi dùng cái thân này để mà tôi chiêm nghiệm những giây phút cuối đời. Bởi vì cái cơ hội làm người mà biết Phật pháp nó cực hiếm, hiếm lắm. Bây giờ các vị có chết rồi mà đầu thai để làm là Dương Tôn công tử tiểu thư phong khuê cát mà không biết Phật pháp thì còn tệ hơn là một cái bà già mà cà xịt cà sụi mà biết Phật pháp nữa. Nhớ cái này, nếu mà mình tin Phật, không tin thôi, không tin thì thôi, mà nếu mà tin Phật thì hãy nhớ rằng thà là một bà già xịt sụi mà biết Phật pháp còn hơn là làm cô chiêu cậu ấm mà không biết Phật pháp. Mà nếu như vậy thì mình nên thà đi bán vé số thời gian mày rồi đủ sống thôi, rồi về sống chánh niệm, cứ theo dõi hơi thở hoài chờ chết. Thì đó là tôi trả lời theo quan điểm của tôi, còn các vị có theo không thì tùy. Dạ rồi, xong. Dạ, con xin đọc câu hỏi kế tiếp, thì đây cũng là một của một vị, là cũng dạ con xin được phép. Dạ, thưa sư, cho con hỏi, tại sao con cũng biết làm thân người rất khó, gặp được Phật pháp lại càng khó hơn, và được nghe sư giảng con cũng có chút hiểu biết, nhưng sao con cũng chưa thực thấy khổ để mà ráng lo tu tập, mặc dù có tu chút nhưng mà vẫn còn giải đãi, còn mê xem phim. À, cũng biết nó là sẽ cản trở việc thiền của mình. À, con cũng không biết tận dụng cơ hội này để tạo nghiệp lành kiếp sau. Sao ok con ok còn dạ nếu bắn tắt dạ tôi hiểu 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 rồi, rồi, dạ rồi. Đã dốt mình còn hỏi dài nữa. Nói như thế này, ngày xưa đó, cách đây khoảng chừng vài năm về trước, mấy câu này tôi nói dài lắm, bây giờ tôi nói ngắn thôi. Thiếu duyên giải thoát như trâu như bò uống nước đục vậy đó, tức là không có biết nước trong nó có thiệt ở đời không. Tôi nói hơi nặng, thiếu duyên vậy có, thì dầu có ai sống trong chùa đi nữa đó, thì cũng không có thiết tha. Chứ nếu mà có duyên nhẹ quá, nhìn người già, người bệnh, nhìn xác chết, nhìn đám ma không đủ rung hay sao mà nói rằng không thấy đời là khổ. Sống chánh niệm một chút, chỉ cần bỏ ra một ngày thôi, một ngày thôi, bỏ ra một ngày thôi theo dõi cái thân tâm này, không, coi coi nó có phải là một của nợ, nó là một cái của nợ hay không, không? Rồi bỏ ra một ngày mình nhìn quanh thiên hạ chứ, cuộc đời này có đáng sống không? Có ai đáng để mình chung đụng không? Không, người không có người nào đáng để mình gần gũi gặp gỡ hết. Cho dù đó là minh sư đáng kính thì họ cũng để cho mình học đạo, chứ còn ở gần là khổ. Tôi nói thẳng luôn, bữa nay tôi nói quỵt tẹt luôn, không có người nào đáng để mình sống gần hết. Minh sư thiện hữu rồi tới mình học đạo, họ mình về sống mình
Đó là cái khổ khi chung chạ. Đừng nói vợ chồng, cha mẹ, con cái, bạn bè. Còn nói về cái thân này, nó thân tâm này, mình sắm chánh niệm một chút đi, thì nó khổ, nó toàn tập. Thì nếu hai cái này mà mình vẫn không đủ duyên thấy, mà mình thì thôi, tôi cạn lời, tôi khô máu với người này, nha. Tôi không biết, không có cơ hội, tôi không có hứng thú để nói chuyện người đó, bởi vì đám ma rồi xác chết rồi người già người bệnh nó bày đầy ra đó mà nói rồi vẫn không thấy, không đủ sợ đó thì cản lại. Ok, đọc giùm thì tiếp tục khác. Dạ. Dạ. Khi người chấp thuận để bác sĩ gây tử vong cho người thân tàn tật đau đớn vì bệnh nan y kỳ cuối thì đối với Phật giáo có tội không, thưa sư? À, nó có trường hợp thế này là bên Việt Nam ở mấy xứ châu Á thì tôi không rõ, nhưng tôi biết ở Âu Mỹ nó có trường hợp là khi người ta còn trẻ, còn khỏe, còn minh mẫn ấy, là người ta có, người ta phải, người ta thương lắm, thương nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm, người ta nhiều người lắm, người ta lúc còn trẻ, còn khỏe, còn minh mẫn, người ta là người ta đã có chuẩn bị, có giấy tờ đàng hoàng, là không muốn kéo dài. Nếu có bài gì thì xin trong bệnh viện tự giải quyết ra lấy, hoặc là họ ngay trong lúc khỏe khoắn có thể viết tờ giấy là xác nhận là họ không có muốn sống tình trạng thực vật. Ngay trong lúc tỉnh đó họ có thể viết giấy để xác nhận là mình hiến tạng. Này, hiến tạng. Và trong room này thì cũng có người hỏi tôi, không phải room này nhưng mà những cái room khác có người nghe tôi giải cái này, hỏi sư. Thì nói vậy chứ sư hiến không, thì tôi có nói thế này, tôi nói rằng tôi không có chính thức làm giấy hiến nữa vì tôi còn đi lại ở nhiều nơi, mà nhất là ở châu Á, mà khi nó soát giấy tờ mình thấy tôi có cái hiến đó, mình chưa chắc thì nó xin trước, xin trước, xin trước, phải thấy mình có cái hiến đó, mình chưa đến mức đi mà nó xin trước cũng mệt, cho nên tôi cũng chứ còn tiếc thì mình đã chết rồi tiếc cái gì, không? Cho nên là khi mà người thân mình đã có cái ý, họ có nói trước cho mình là họ muốn đi sớm, không muốn bị đầy đọa trong cái tình trạng mà trọng bệnh nữa, nếu mà họ đã nói trước thì bây giờ mình đang có ý để mình bàn với bác sĩ, là chính bác sĩ là người quyết định, không? Hoặc là mình bàn với bà con tộc họ thân bằng quý thuộc thì mình lấy ý kiến đám đông, chứ còn riêng tôi thì tôi không có dám tự quyết. Tôi nói thẳng bà già tôi, ví dụ bà già tôi tức là mẹ của tôi đó, mà khi như vậy thì tôi sẽ hỏi bác sĩ, tôi hỏi bác sĩ kìa, hỏi hai câu. Câu thứ nhất là có cách nào mà để mẹ bớt đau hay không, mẹ bớt đau hay không, thì bác sĩ sẽ cho tôi biết. Thì tôi sẽ hỏi thêm bác sĩ, nó có nhưng mà cái cảnh đó là phải đi, không? Thì tôi sẽ hỏi ý kiến thân quyến bà con, chứ còn riêng tôi thì tôi không dám, bởi vì mẹ mà, ví dụ như đó là mẹ ruột thì tôi không dám, bởi vì ngay cả cái chuyện mà bấm nút mà thiêu, bấm nút là thiêu, tôi nếu mà tôi ở trong hoàn cảnh mà bấm tôi không dám bấm, tôi thì biết đâu một trong một tỷ mà cụ còn sống thì tôi giết mẹ hay sao, không? Cho nên không có bấm, bấm nút tôi không dám bấm. Cho nên là đừng có nói chi cái chuyện mà mẹ tôi hoặc người thân của tôi mà trong tình trạng quá quả, và nhất là với điều kiện khoa học bây giờ thì tôi xin tăng cường thuốc giảm đau tối đa. Còn cái chuyện mà họ có mê hay không ấy, thì chuyện của họ, không, nhưng mà kêu mà quyết định để cho người thân ra đi thì tôi không dám, bởi vì đối với tôi đó là sát sanh. Và thứ hai nữa, tôi cũng tuy biết đời phù du nhưng mà tôi nghĩ thà trong đời kỳ tích, không, chứ còn tôi không dám mà là cái người quyết định là đưa người thân tôi đi trong cái lúc họ không biết gì hết. Đó là tôi đang nói cái quan điểm của tôi nha, bởi vì theo trong luật tỳ kheo á, một vị tỳ kheo không có được phép trực tiếp gián tiếp đẩy người khác vào chỗ chết, kể cả trường hợp gợi ý, kể cả trường hợp gợi ý. Thì đó tôi đã nãy giờ tôi trả lời theo luật nha. Ok, xong câu rồi đó. Dạ, con xin phép được đọc câu hỏi kế tiếp. Dạ thưa sư, cho con hỏi, một vị thánh không có thiền định nghỉ ngơi bằng cách nhập thiền thánh quả có được không? Không, chịu nói. Nếu mà vị đó có chứng thiền ấy thì vị đó sẽ nghỉ ngơi cách nhập thiền, còn nếu mà vị đó không có chứng thiền thì vị đó có thể nhập thiền quả bằng cách là quay trở lại. Ở đây cái câu này cũng có hai cái nguồn ý kiến trái chiều. Có vị thì nói phải chứng thiền định rồi mới nhập thiền quả được, nhưng mà tôi biết thì không cần. Bởi vì thiền quả đây là gì? Thiền quả đây có nghĩa là nó giống như bên thiền định vậy đó. Mình chứng sơ thiền thì mình muốn nhập thiền định là mình quay trở lại với cái đề mục của sơ thiền, và hôm trước mình chứng sơ thiền đó, thì mình sẽ cái tâm mình sẽ chìm sâu trong cảnh giới sơ thiền.
Còn cái thiền quả đó tức là mình chỉ việc mình quay lại với cái đề mục thiền quán mà mình đã chứng á nha, mà mình đã chứng thì mình cứ quán chiếu danh sắc ở đây này, thở ra, tôi đi vài hơi nè, ra vào, ra vào, đang thở ra, đang thở ra bằng thở thở lạc, đang thở vào bằng thở lạc, đang thở ra bằng thở hỷ, đang thở vào hỷ, là chỉ quan sát như vậy thôi là lập tức cái tâm thánh quả nó xuất hiện. Có thể là tùy vì đó là sơ nhị tam tứ quả gì đó, thì khi cái tâm nó xuất hiện á thì cái cảnh của tâm nó chỉ là niết bàn thôi. Thì vì nó có thể nghỉ ngơi bằng cảnh đó, nghỉ ngơi bằng cảnh là lúc mà cái tâm không còn biết cảnh hữu vi, cảnh thế gian đó, mà chỉ thuần túy cảnh niết bàn. Thì có hai ý kiến cho rằng một đó là phải chứng thiền mới nhập thiền quả được, nhưng mà tôi biết theo tôi là đọc tài liệu thứ hai thì có lý hơn. Có nghĩa là giống như người đắc thiền có thể nhập định bằng cái cách quay lại với cái con đường mà mình đã chứng thiền trước đây, thì vị nhập thiền quả cũng vậy, muốn nhập thiền quả đó là cứ quay lại cái cách nào mà mình đã chứng đạo ấy thì quay lại cách đó thì nhập thiền quả. Ok, xong câu rồi đó. Dạ, chúng con xin tri ân sư. Dạ, câu hỏi kế tiếp. Dạ, thưa sư, con khi có đạt được cái gì đó, con lại thấy tự hào, tự đắc. Khi ấy, con cần làm gì, tu tập gì để giảm thiểu nó ạ? Tu tập gì hết à, mà tu tập làm gì nó mệt rồi. Bình thường không có tu cho nên mới có câu hỏi như vậy. Tôi nói thẳng luôn, bình thường không có tu hành gì hết, không học giáo lý, không mà sống chánh niệm cho nên mới hỏi câu như vậy, chứ không có đợi tới lúc đó mới tu. Mà lúc bình thường á, mình cứ nhớ một là mình sống chánh niệm, làm gì biết nấy. Còn hai nữa là bình thường á, đó là hạng người tinh tấn á, tức là luôn luôn sống chánh niệm. Còn hạng thứ hai nó dễ vui hơn chút, nghĩa là lúc nào cũng nhớ rằng chết 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 chết, trước sau gì cũng chết, sớm muộn gì cũng chết, chết kiểu nào cũng là chết, bất cứ ai trên đời này cũng chết, không, bất cứ ai trên đời này cũng chết, sớm muộn gì cũng chết, chết kiểu nào rồi cũng phải chết. Nếu mà thường xuyên nhớ cái đó thì hỏi gì còn cái gì để mình tự đặt, xin lỗi nha, cái mình đẹp đẹp bằng ai, mình giỏi giỏi bằng ai, mình khôn bằng ai, giới hạnh thì mình bình định với mình bằng ai, trí tuệ chánh niệm của mình bằng ai, như con dồi mà tự đắc là cái gì. Trên đời này chỉ có một hạng người duy nhất có tư cách để mà tự đắc, tự hào, tự mãn, tự tôn, tự kiêu, tự đại thôi, đó là cái người không thèm tự đắc nữa. Cái người không có muốn tự đắc nữa, không có khả năng tự đắc nữa thì người đó mới có tư cách tự đắc. Còn bất cứ ai mà còn thấy mình có chỗ tự đắc thì người đó không có cái gì để tự đắc hết. Nhớ cái đó. Chị nói hiểu không? Thấy cái mặt của MC này thật sự ok. Dạ, chúng con xin tri ân sư. Dạ, chúng con được phép đọc câu hỏi kế tiếp. Dạ, chúng con xin phép được đọc nguyên văn. Dạ. Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Kính bạch sư Giác Nguyên, trong tinh thần Phật giáo thì cần tu để làm gì? Và làm gì để tu như một người phàm phu để biết đạo, hiểu đạo? Vô vàn tri ân sư Giác Nguyên. Câu này thông qua nha, bữa nay tôi bắt đầu á, bữa nay bắt đầu đúng là bắt đầu kỳ rồi, nhưng mà kỳ rồi là kỳ trước nó nhạt nhòa lắm, bắt đầu kỳ trước nó nhạt nhòa lắm. Thì kỳ này bắt đầu là có tôi áp dụng bốn cách trả lời. Có cách trả lời đó là để qua một bên. Có những người họ hỏi là bởi vì họ hoàn toàn mù tịt, không biết gì hết, ở tự nhiên ở đâu ngoài đường nghe nó có lớp nhào vô hỏi bà sĩ cô Tú. Cái câu đó tôi cũng phải quan bên. Câu thứ hai tôi nghe có cái mùi của một cái người Phật tử đó, có cái mùi khói nhang nhưng mà không hề thích học giáo lý, nghe các lớp cũng nhào vô rồi hỏi cho người ta biết là mình có tu có học, thì cái này tôi cũng đẩy vào một bên. Và cái câu vừa rồi nằm trong trường hợp đó, xin thông qua. Dạ vâng. Dạ, xin đọc câu hỏi kế tiếp ạ. Dạ, dụng ý của Đức Phật khi Ngài đặt thọ và tưởng tách ra khỏi hành khi Ngài dạy về năm uẩn là gì? Con cảm ơn sư. Cái câu này xích chút xíu này cũng hay bị đẩy qua bên, nhưng mà nếu mà người hỏi này có học giáo lý thì câu này rất hay, rất hay. Bởi vì mình phải coi là cái định nghĩa sắc thọ tưởng hành thức là gì. Nó kể cho cái người hỏi này không biết họ có biết năm cái này hay không, nó khổ như vậy đó. Đấy, cái nếu mà họ biết thì tôi trả lời rất là gọn, đó là Đức Phật chánh đẳng chánh giác cho đến một cái chúng sanh thấp kém nhất ai cũng có thọ tưởng hết, phải không? Giống nhau, hoàn toàn giống nhau, thọ tưởng hoàn toàn giống nhau.
Bởi vì đó là hai cái thanh tố tâm lý. Hai cái thanh tố tâm lý này. Mà bất cứ ai này, có cái đời sống tâm thức đều phải có giống nhau hết. Mà đã là thành tố tâm lý bắt buộc, thành hai thành tố tâm lý tất yếu. Và người nào cũng giống người nào thì chỉ bắt buộc là phải kể riêng. Trong khi đó cái hành quẩn là khác. Cái hành quẩn của Đức Phật, của các vị thánh và cái hành quẩn của các vị hữu học, cái hành quẩn của phàm phu khác nhau ngang trung. Khác nhau ngang trung. Cho nên không thể nào trộn chung được. Không thể nào trộn chung cái này được. Chưa kể được nữa đó là có những cảnh giới nó có thọ tưởng, có những cảnh giới không có thọ tưởng. Đấy, ví dụ cảnh giới vô sắc. Ở trên vô sắc thì họ không có thọ tưởng hành thức, chỉ có sắc quẩn thôi. Đấy. Và trong cái tưởng quẩn thì cũng tùy cảnh giới mà cái tưởng khác nhau, có chỗ đủ sáu tưởng, có chỗ nó chỉ có ba tưởng thôi. Đấy. Thì cái người mù tịch thì bắt buộc phải học vi A Di Đà. Cái lớp này lớp cho đại chúng muôn phương, cho nên nếu mà tôi đào sâu cái là quý vị khùng luôn nha. Tôi nói là nếu người học A Di Đà thì họ không có hỏi câu này, còn nếu mà người không có hỏi, nếu người không có học thì cái câu này tôi cứ giảng kỹ họ cũng không hiểu. Nên tôi chỉ nói vắn tắt thọ tưởng hành thức, thì trong đó cái thọ tưởng nó là cái mà ở chúng sanh nào cũng giống nhau, nhưng mà riêng cái hành quẩn nó là cái cảnh thiện ác, cảnh thiện ác trong tâm thức của chúng sinh. Và do đó cái hành quẩn ở bậc thánh và cái hành quẩn ở phàm phu hoàn toàn khác nhau, và cái hành quẩn ở tầng thánh cao và hành quẩn ở tầng thánh thấp cũng khác nhau rất nhiều. Ok, xong câu nữa. Dạ, con xin phép đọc câu hỏi kế tiếp. Dạ, Diêm Vương, quỷ sứ ở địa ngục là hạng chúng sanh gì? Họ có thọ hỷ lạc không? Khi họ hành hạ chúng sanh trong địa ngục, có phải là họ hành ác nghiệp không? Dạ. À, nó có hay, nó chở cái câu này nó cũng có hơi rối phức tạp chút, và con chịu khó coi trong cái quyển tên là Chúng Sanh và Sinh Thú, phải không? Cái quyển đó, đó của trường đại học A Tỳ Đàm Rắc Thăng, mà nó có hai bản dịch. Ngày trước tôi dịch trước, rồi sau này tôi đi nước ngoài thì ở trong nước có một vị tên là Ngài Thiện Phúc, thì Ngài có điều kiện in. Cho nên ngày quyển của tôi có dịch nhưng mà trong phát hành nội bộ thôi. Còn quyển của ngài thì lúc ngài dịch đã có điều kiện anh, cho nên là ngài dịch xong đem anh luôn. Cho nên hôm nay trong nước có hai bản dịch của ngài, thì là cái tự gì tôi quên mất rồi, nhưng bản dịch của tôi đó cái tên là Chúng Sanh và Sinh Thú. Sinh thú ở đây nghĩa là destination, là chốn về đó, chúng sanh và chốn về của muôn loài. Thì trong đó đó tác giả soạn giả là ngài Chô Bí Cát. Các vị tìm xem quyển, nó vào ở trong trong Google, vì đánh cái chữ đó ha, đánh cái chữ là chúng sanh và sinh thú giác nguyên ở trong Google. Mà sách đó bây giờ không biết có in rồi mà không biết còn bán hay không, nhưng mà tôi nói giống như tôi quảng cáo thì kỳ quá, nhưng mà biết sao giờ thì các vị chỉ có cách nói đó. Bây giờ trả lời cho nó nhanh, thấy không? Sách thì đọc trong đó, còn trả lời thì sách là làm Diêm Vương ấy. Diêm Vương hoặc là quỷ sứ nó có hai trường hợp. Diêm Vương là một loại chúng sinh, họ sinh ở dưới, họ chỉ thích làm việc đó, giống như đau phủ trên của trần, kiểu ăn là xử. Còn quỷ sứ thì ở đây nó là một cái loại giả xoa hoặc là ngạo quỷ, mà do cái tấm thích hành hại người khác. Cái loại này đó là nó là cái loại chúng sinh mà lúc còn mang thân nhân loại, vừa có tu mà vừa bất thiện, cho nên khi họ chết họ làm một cái loại giả xoa hoặc là làm loại đạo quỷ, mà gọi là nửa sướng nửa khổ. Nửa sướng nửa khổ, tôi nghe có lúc ví dụ như mà các vị hỏi tôi nửa là sao thì tôi nói nửa đây là tùy. Thí dụ có những loài, có những cá nhân đêm sướng ngày khổ, hoặc là ngày sướng đêm khổ, hoặc là ba tháng khổ ba tháng sướng, hoặc là một tuần sướng một tuần khổ, hoặc là ba ngày khổ ba ngày sướng, nói chung là gấp 50-50 đó. Còn cái chuyện mà nó dài ngắn thì mỗi người khác nhau, phải không? Khác nhau. Thì cái loại đồng hồ đó nó xuất hiện ở dưới, nó làm quỷ sứ. Thì dĩ nhiên thì theo Đông A Tỳ Đàm thì anh mà hành động xuất xử bằng tâm bất thiện thì đương nhiên anh sẽ gieo nghiệp bất thiện. Chứ mình đâu có nói là mình hành hạ, mình trừng trị mấy đứa ác là mình không có tội. No. Nó ác là chuyện của nó, nhưng mà mình thích trừng trị nó là chuyện của mình. Ví dụ như bây giờ hỏi chữ ngư phủ nè,
thợ săn này, à, thì họ chứ họ kiếm sống họ họ phải sát sanh thì vậy có tội hay không thì mình nói vì kiếm sống thì họ phải sát sanh đó là một chuyện, nhưng mà vì sát sanh mà họ phải có tội nó là chuyện khác. Ở đây cũng vậy, thì cái trong trong chú giải nói đó là diêm vương, đúng, diêm vương là một loại chúng sinh có quyền lực nhưng mà họ không có phải là cái người mà ban phát những cái hình thức trừng phạt cho chúng sinh, chứ không phải nha. Mà tất cả nghe cho kỹ nha, tất cả những hình thức trừng phạt như là nó tương ứng với cái nghiệp của đương sự, những cái đó nó tự nó xuất hiện chứ không phải là diêm vương nghĩ ra rồi chế tác các công cụ trừng trị tra tấn, no, 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 no. Cái đó không phải, cái đó không phải, diêm vương có mặt để mà nhìn đó thôi, chứ cái người mà trực tiếp mà ra tay hành hạ chúng sinh đó là các lần thù, là các lần sức trong Bali gọi là nirjapala, gọi là narakapala. Thì những loại này nó giống như cái loại người mình như là thích làm quản giáo, thích làm đao phủ, nhưng mà với cái ác tâm mà với mang nghiệp. Còn riêng về những cái gọi là chảo dầu hoặc là con thú này thú kia, chó cọp beo rắn rít mà ở dưới mà để nó tấn công các loại chúng sinh ở dưới đó, thì nó có hai trường hợp. Một đó là chúng sinh thiệt, có loại những loại chúng sinh mà nó là ngạ quỷ, đó là giả xoa, nó xuất hiện trong hình thức rồi để nó tấn công chúng sinh tội nhân. Nhưng mà cũng có trường hợp những cái đó là nó do cái là cái nghiệp, trong Abhidhamma gọi nó gọi là sắc quý tiết do nghiệp tạo, gọi là kamma chấu tú của rupa của tôi cháu, nghĩa là sắc quý tiết do nghiệp tạo, nghĩa là những cái đó là do cái nghiệp chúng sanh nó khiến để nó tạo ra những cái hình ảnh đó, những cái hình tượng đó nên chúng sanh chịu khổ thôi. Kể xong câu trả lời. Dạ, chúng con xin tri ân sư. Dạ, con xin phép đọc câu hỏi kế tiếp. Dạ, xin sư cho con hỏi, vô minh duyên hành là những ham muốn, ý muốn. Từ ham muốn sanh ra ái dục, đạt được cùng không đạt được, dẫn đến phiền não cùng khổ đau. Vậy, khi tâm nhận biết ý muốn sanh khởi, và để nó tự diệt, hoặc quán trở về chánh niệm, vậy thì có phải lúc đó hành giả đã không còn vô minh hay không? Hay đó chỉ là một cái biết nữa mà thôi. Dạ, xin hết. Cái người này đó là mù, hoàn toàn dốt nát mù tịt về A Tỳ Đàm, đặc biệt là về cái giáo lý duyên khởi. Và tôi chỉ có thể giải thích cái bài phương trình cho một cái người đang học lớp 9, lớp 12, chứ không thể nào tôi giải cái bài phương trình cho một cái người lớp 1 được. Đừng có trách tôi, bởi vì cái này khi mà người này nói vậy là người này hoàn toàn mù tịt, không biết A Tỳ Đàm là cái gì và cũng không biết 12 duyên khởi là cái gì. Người này ba chớp ba nhán gọi là cũng nói là nào là vô minh duyên hành chứ không biết vô minh nó đây là cái gì mà hành đây là cái gì nha. Tôi đã nói mấy năm trước mấy cái này tôi sốt sắng lắm, bây giờ thì không, tôi nghe cái mùi tanh tanh là tôi không có nói nữa. Bây giờ muốn cái gì nếu mà thật lòng cầu học thì giờ vào mua tôi sẵn cho bằng được cái cuốn gọi là giáo lý A Tỳ Đàm, A Tỳ Đàm mà quyển mới ra đó, quyển một quyển hai chúng tôi gom chung rồi, nó có cái phần gọi là giáo lý duyên khởi đó. Nếu thật lòng có lòng cầu học, còn nếu mà vẫn tiếp tục làm biến học giáo lý mà cứ đi hỏi, mà học lớp 2 mà đi hỏi phương trình, hỏi ba cái hằng đẳng thức, hỏi ba cái ba phương ma trận khai cắt gì đó, thì xin lỗi mà đừng làm mất thời giờ người khác, rồi hỏi tiếp câu khác vậy. Dạ, yeah. Con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. À, con xin có câu hỏi về việc thực hành thiền là khi con ngồi, con thả lỏng thư giãn, con quan sát tâm mình giống như rỗng không, bất kỳ đối tượng thân thọ trạng thái tâm nào sinh khởi, tâm chánh niệm đều nhận biết và đối tượng nó mất, con cảm nhận được nó như mạng nhện, tâm chụp bắt đối tượng rồi À, là rồi quay rồi vào trong. rồi 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 đừng đọc nữa cô MC này, cô host làm ơn đọc đọc lâu lâu liếc cường cái nha, lâu lâu liếc cường cái rồi cho phản ứng của tôi ra sao. Có những câu hỏi nó dài quá mà tôi đã biết họ hiểu họ hỏi cái gì, họ là ai nha, lâu lâu liếc cường cái nha. Rồi cái người hỏi câu này hoàn toàn không có biết gì về cái giáo lý bốn điểm xứ, làm gì có chuyện mà thiền mà giữ tâm không không là cái gì hả? Phải biết họ thân quán là tu cái gì, họ quán là tu cái gì. Cô đang này mù tịch
Cái này đó là tôi gọi là đạo Phật đồng bóng, và các vị không hề là Phật tử, các vị là chỉ là con nhang, chỉ là nô lệ cho tăng ni thôi nha. Nếu có lòng cầu học thì làm ơn kiếm giùm cái bộ gọi là kinh nghiệm tuệ quát, hoặc là cái bộ pháp hành thiền tuệ của ngài 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 Hộ Pháp Chùa Viên Thông đó, học lại từ đầu nha. Chứ còn mà các vị ngay lúc các vị đặt câu hỏi là các vị đã không biết tứ niệm xứ là cái gì, cũng không biết thiền định với thiền tuệ nó ra làm sao. Mà Việt Nam mình cái lỗi này nó nhiều vô phương, nó nhiều vô thiên lũng, nó nhiều vô kể nha, thì cái mất thời gian dẹp. Thì xin đọc câu khác. Dạ, kính sư cho con hỏi, sư có thể cho con biết đề mục tu tập khi ngồi thiền cho người thân nữ đang muốn giảm tính nhút nhát hay sợ hãi? Dạ, con xin cảm ơn. Nhút nhát nó có nhiều, cái câu này đúng là dẹp luôn nè. Nhút nhát nó có nhiều lý do, cho nên không thể hỏi thì sẽ cho đề mục nào. Cái câu này câu tào lao nha. Nhút nhát nhiều lý do, sợ ma nè, rồi sợ chết nè, hoặc là thói quen từ nhỏ giờ không quen ở một mình nè. Thì tôi chỉ chốt được một câu thôi: cái người sợ sanh tử, người biết sợ sanh tử, biết nghĩ đến tuổi già, biết nghĩ đến chuyện sa đọa thì không có cái chuyện mà sợ lắc nhắc. Người sợ lắc nhắc là người không có coi sinh tử là đại sự, không coi cái chuyện siêu đọa là đại sự, mà người này không có chuyện gì để bàn. Dạ rồi, đọc tiếp. Dạ vâng. Dạ kính thưa sư, trong quyển Kinh nghiệm Tuệ Quán con đọc phần những điều kiện ngoại tại làm cho công phu tuệ quán tiến triển hay lui sụp. Con có thắc mắc một ý trong mục nhân sự thích hợp. À, đây là trích trích ra trong trong ngoặc kép. Ở một chú xứ mà sự tu học của ta bị sụt giảm, thì dầu phải ra đi ngay trong đêm cũng phải đi, thậm chí có trường hợp được phép không từ giả. Sư cho con xin hỏi, đó là những trường hợp nào, thưa sư? Trước hết là cái đoạn đó đó là nằm ở trong bài kinh Khu Rừng Vanapathasutta ở trong Trung Bộ Kinh nha. Cái người nào hỏi đó, biết chữ không, vào Google đánh cái chữ Trung Bộ Kinh tìm đến bài kinh Khu Rừng à, bài kinh Khu Rừng nó là nó Trung Bộ Kinh gồm có ba phần thì nó nằm trong cái phần một ấy, kinh Khu Rừng. Trong đó nói rất rõ cái chuyện ở đâu mà cái đời sống tâm linh mà nó không có phát triển được thì mình phải ra đi, kể cả trường hợp cần thiết khỏi xin phép luôn. Phải có những cái xin phép này cũng không cho. Thì bây giờ bắt tôi phải kể cụ thể thì tôi chưa kể, tôi nói rằng đây là một câu hỏi rất là dốt. Đó là trường hợp nào? 800.000 trường hợp. Ví dụ như là bây giờ mình là tăng ni, mình ở sư phụ mà mình thấy cứ bắt mình làm quần quật 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 là tối ngày cứ là tụng niệm bái sám, tụng tám riết, ví dụ vậy thì mình xin 3 lần 8 lượt mà không được thì mình cũng phải dọt. Chứ bây giờ mình cứ ngại này ngại kia rồi mình đem chôn vùi cuộc đời mình hay sao. Đấy. Hoặc là ở nhà hay cha mẹ, nếu mà mình thấy mà mình bỏ mình đi tu mà cha mẹ vẫn có người lo vẫn ok, thì đặt bộ trường hợp đó tôi nghĩ là nếu mà mình dốc lòng cầu đạo thì mình phải dọt thôi. Chứ con mình hỏi trường hợp nào, trên 18 tuổi mà đi hỏi trường hợp nào là trường hợp nào, nhiều khi cả cha mẹ vợ chồng thầy tổ bè bạn tất cả nằm hết. Mình thấy nếu mà thật là mình có lòng mình cầu đạo giải thoát thì tôi nghĩ phải dứt khoát. Chứ còn mà thân người khó được chánh pháp khó gặp mà cứ sợ người này buồn sợ người kia la đó thì đi chết đi nha. Đọc cho tôi hỏi khác. Dạ vâng. Dạ bạch sư, có 5 điều người nữ không thành tựu được, trong đó có việc trở thành đại phạm thiên. Con muốn xác định là người nữ vẫn tu chứng được thiền định khi đắc thiền và giữ được thiền chứng đến khi mệnh chung trở thành phạm thiên bậc hạ trong 3 bậc thượng trung hạ, có phải không thưa sư? Ok, cái này nó vắn tắt thôi, cái này nó tắt. Tức là không bao giờ có cái chuyện một cái người nữ mà có anh nào dù nó vô duyên quá, sợ có những người chết mà mẹ nó chết. Không bao giờ có chuyện một người mà mang có được 32 tướng tốt mà lại là người nữ. Ví dụ như vị chánh đẳng giác không bao giờ. Vì sao vậy? Vì anh muốn trở thành một cái vị mà có 32 tướng tốt thì anh phải là người nam nên mới đủ 32 tướng tốt, đúng không? Một chuyện. Chuyện thứ hai, như vậy thì chánh đẳng giác không bao giờ là nữ. Tu đến mức đó là tự nhiên cái nữ tánh tự động biến mất. Thứ hai, tu đến mức độ nào đó thì cái nữ tánh biến mất, và ví dụ như làm chuyển Minh Vương chẳng hạn thì
đến mức nào đó là mình chỉ ở trên thiên hạ, mà nữ lúc nào cũng phải dưới một người. Dù anh là nữ nào nên anh phải luôn luôn anh phải lép trước một người, đó là chồng của anh, bạn trai của anh. Chỉ riêng cái người nam là họ mới có thể ở vị trí cao nhất trong vũ trụ, thấy không? Cho nên có những cái nghề ngoài vị sau đây mà không có lẽ là người nữ nè. Một là chánh đẳng giác, rồi hai nữa là gì, độc giác, thứ gì nữa là gì, chuyển lương vương, rồi ai nữa, ai nữa, thích để thích thiên, thiên vương, thiên chủ của một cõi trời đó, thiên vương thiên chủ của một cõi trời không thể nào mà nữ, rồi ai nữa, ác ma thiên tử, rồi ai nữa, đại phạm thiên. Rất nhiều vị mà tôi rất lấy làm ngạc nhiên là tại sao không có đọc để biết đại phạm thiên là cái gì. Thì trong trong tăng chi bộ kinh, mà cái trong cái tăng chi bộ kinh phần một phải một pháp, một pháp và ba pháp, mà trong kinh Kalama có cái phần này dạy rằng nó là một vị chuyển lương vương, trung vương đó là cai trị từ 1, 2, 3 và đến 4 cái hành tinh, không? Rồi đế thích thì cai trị cõi đau lợi và tứ thiên vương. Này, ác ba thiên tử thì cai trị cái cõi dục thiền cao nhất, nhưng cái khả năng chi phối là 2 tầng sơ thiền thấp nhất cộng với các tầng dục thiền còn lại, kể cả cõi người, là nằm trong cái tầm gọi là chi phối của ác ba thiên tử. Còn riêng đại phẩm thiên ý, đây là một cái từ rất là khó, nếu mà đọc không kỹ thì dễ không lầm. Đại phẩm thiên là trong cái khu vực mà một mặt trăng, một mặt trời và những cái Saturn hay là Mars, Venus, nói chung là nguyên cái galaxy thái dương hệ đó, 1000 cái thái dương hệ như vậy nó được gọi là một thế giới. Mà 1000 cái thế giới như vậy đó thì nó nằm dưới cái quyền quan sát điều phối, nó điều phối cho nó sang, tức là dưới cái sự quan sát của một vị đại phạm thiên. Cái này chánh tạng nói chứ không phải là chú giải, như chánh tạng nói. Thì cái phần ngài giải rằng này cái tùy theo, cho dù vĩ đại như một đại phạm thiên cai quản 1000 vũ trụ thì ta nói rằng cái ngai vị ấy vẫn là vô thường, vẫn là vô thường. Thì như vậy cái đại phạm thiên này chính là vị đó đó, vị đó đó, cái vị mà cai quản 1000 vũ trụ đó, chứ không phải đại phạm thiên mà trong ta mình sơ thiền nha. Ok rồi, xin học lượng trên câu hơn câu khác. Dạ con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Dạ con kính bạch ngài, cho con hỏi về sự tái sanh của vị thánh sơ quả còn 7 kiếp sẽ ra sao, có khác người bình thường không ạ? Con kính tri ân ngài. Câu này cũng câu tào lao nữa, đã là thánh sơ quả làm sao mà không khác được, tào lao quá nha. Thì ở đây nó có ba sơ quả, có 3 hạng. Hạng thứ nhất gọi là cô lăng cô lát sô tập ách tí, có nghĩa là chết rồi thì lăn lóc trong các cõi nhân viên từ 1 tới 6 kiếp rồi mới chuyển lại hết, gọi là gia gia đó, gia gia diệu lưu. Cõi cạn thứ hai đó, gọi là y cấp vị trí, có nghĩa là chứng diệu lưu xong đó thì chỉ tái sanh 1 kiếp nữa thôi. Y cấp là 1 vị trí, có nghĩa là chủng tử, là ship, là cái hộp giống ấy, tức là đi đầu thai 1 kiếp nữa là chuyển lại hết, gọi là nhất chủng, gọi là nhất chủng dự lưu. Của cái hạng thứ ba gọi là sắp tục, sắp tắc khắp tục ba nam mô, có nghĩa là thất lai dự lưu, có nghĩa là cái vị này là phải khi tái sinh đủ 7 lần rồi mới đủ duyên chứ mẹ. Thí dụ như ông cấp cô độc gọi là bà quý sa ra thì được gọi là sắp tắc khắp tục ba nam mô. Ok xong. Dạ câu hỏi kế tiếp. Dạ con kính bạch sư từ bi giảng giải giúp con, trong bài kinh Tá Tá Su Tá bản dịch ngài Thích Minh Châu có đoạn: này Radha, dục nào, chanda, tham nào, hỷ nào, khác ái nào đối với sắc, triền phược ở đấy, triền miên ở đấy, do vậy gọi là chúng sanh xá tá. Dạ, kính sư giảng giải giúp câu này. Dạ. Có nghe quản định chắc hơn 1000 lần, tôi nói cái chữ chúng sinh ấy là tàu dịch. Thì đúng rồi, cái chữ chúng sinh họ dịch từ cái chữ sát tá, chữ này nó có 2 nghĩa, một là chữ sát cộng với ác tá, có nghĩa là một cái cá thể hay là một cá nhân, có một cái gì đó, có một cái tôi
nó tiềm tàng trong đó, gọi là sa tát hoặc là sa tát. Nhưng mà chữ sa tát nó còn có cái nghĩa thứ hai, đó là nó là cái hình thức gerund hay là past participle của chữ sacchati, có nghĩa là dính. Có nghĩa là trong thế giới mênh mông này không có có cái gì mà nó có cái khả năng mà đụng đầu dính nó như là chúng sanh hết. Thích cũng là một cách dính, dính như là dán cái tâm mình vô. Ghét cũng là một cách dính, mình dán cái tâm mình vào. Thì ở đây trong cái đoạn kinh đó đó, thì ngài định nghĩa chúng sinh là cái chúng sanh đây phải hiểu là phàm phu. Phàm phu là những cái người mà không thích cái này thì thích cái kia. Nhiều người trong đời hiểu lầm là như nhiều ông Phật tử khoe, tôi cũng nói con đi làm mấy chục năm con cũng có dừng nó đi ý tiền bạc, tiền lương là về giao hết cho bà xã, bà cho ăn cái gì, cho mặc cái gì, từ cái quần xà lõn cho cái áo thun ba lỗ sơ mi quần dài nón mắt kính đồng hồ dây nịt cờ bạc, bà đưa mua cái gì cũng xài cái đó, cho ăn cái gì nghe nó cũng có thích, cũng có màng, còn giờ có tuổi dần chiên tu không tu, thì ông khoe ông tưởng là ông hay, nhưng mà mấy nó tôi nghe tôi ghét lắm. Tôi nói ông đừng có tưởng là ông hay, bởi vì thứ nhất là ông kiểu người ông nói là ông thích nương đổ về bà xã, ông nói ông không quan tâm cái gì là bởi vì ông quá tin bà xã, ông quá thương bà xã, biết bà xã biết luôn đường lo cho ông. Ông không có quan tâm việc mua sắm đúng, nhưng mà ông lại quan tâm tới bà, ông biết là bà mua đúng ý ông, đúng không? Thì mình cũng vậy, có nhiều khi mình thấy mình thích ngồi thiền, mình không có thích danh thích lợi, mình tưởng là mình hết tham sai, có nhiều khi mình không háo lợi mà lại ham danh. Và có lúc mình tưởng chừng mình không ngắm danh, nhưng mình lại mong đi về một cảnh giới nào đó. Và cái háo danh nó cũng có nhiều cách rồi, phải không? Cho nên trong cái đoạn kinh này nó có cách mà chỉ một cái lời nhắc nhủ thôi. Hãy cẩn thận, ngày nào còn là phàm phu thì anh không thích cái này thì cũng phải có thích một cái kia. Do đó anh mới có chỗ để anh đi về. Cái kinh này, nếu mà các vị nghe cái bài chánh kinh mà nghe là giải thích, tôi cái nghe kỳ kỳ, nhưng mà lấy đương sự ra, nếu mà thật sự là đương sự là người thắc mắc, thì lấy cái giải thích chúng tôi đang gắn với cái đoạn đó là bị hiểu. Thì định nghĩa chúng sanh là gì? Cái thứ mà chúng sanh là cái thứ mà coi như là không dính cái này dính người khác. Dạ rồi, đọc tiếp. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, câu hỏi kế tiếp. Kính bạch sư, trong đời này chúng con cố gắng thực hành pháp, tuy nhiên nếu chưa đắc đạo và chưa biết đường đi kiếp sau thì chúng con có thể nguyện tái sanh ở nơi nào đó để có điều kiện tu tập và giải thoát một cách thuận lợi nhất. Cõi trời Tusita có phải là một nơi lý tưởng để giải thoát không? Hiểu. Nó là phải lý tưởng cái, là phải lý tưởng cái. Ok rồi, hiểu. À, nó như thế này. Có nhiều người muốn tới Thụy Sĩ lắm. Muốn nghỉ hè bên Thụy Sĩ. Không? Muốn nghỉ hè bên Thụy Sĩ, rồi muốn đi trượt tuyết ở Na Uy. Nhưng mà không có tiền. Không có tiền. Thì lấy cái gì mà đi, không, mình muốn cõi này cõi kia, nhưng mà mình tự mình hỏi lòng mình, giới tính thí giới văn tàm quý trí là bảy cái tài sản có thánh nhân, mình có được bao nhiêu hả, mình có được nhiêu trong túi dò dò, cái gì nó có vài triệu Việt Nam đồng đó, rồi đi đâu, rồi passport rồi chưa có, rồi không có được cái visa Thụy Sĩ thì đi đâu, không có cái visa Bắc Âu, không có visa vào Mỹ thì đi đâu. Mà cứ nghe người ta nói đi vacation thì nghỉ hè nó kia ham tùm lum, nhưng mình coi cái giấy tờ tiền bạc rồi hoàn cảnh gia đình điều kiện tình trạng sức khỏe thời gian lặp là không ăn việc làm đủ thứ, tôi phải muốn là được. Cho nên tôi không nói cho các vị buồn, nhưng mà tôi phải nói là sự thật, đó là mình nói rằng là ở đây mình tu không nổi, mình muốn về cõi khác, nhưng mà thứ nhất tại sao mình tu không nổi thì mình làm biết, rồi mới mình nó mong về cõi này cõi kia của phẩm liên quan, chứ không thật ra nếu mà nói về kiểu tịnh độ bất truyền, ngay chỗ này em chưa tu mà muốn đi đâu, ngay chỗ này mà tu không nói đi đâu cũng vậy thôi. Nghe chánh niệm trí tuệ tham nhẫn giải thoát từ tâm, ngay chỗ này em chưa tu mà mong đi chỗ nào khác cũng vậy thôi. Thứ hai là anh muốn đi qua Thụy Sĩ rồi nè, mà anh còn cũng phải có bao nhiêu điều kiện, đừng anh nói về tu sĩ tá tu sĩ tiết gì tới tào lao rồi bu, phải nói nặng lời nó là tào lao. Trong khi mình coi cái thất thanh sản mà mình có được bao nhiêu, Thụy Sĩ đi còn chưa nổi, mà tu sĩ tá cái gì hả, giới lực thiền định nó chưa có gì con giàu nhưng mà đòi đi đâu. Ok rồi, hỏi tiếp. Dạ vâng, dạ câu hỏi kế tiếp. Kính bạch sư, trong bài kinh Migasala, Đức Phật dạy rằng, này Ananda, chớ có làm người đo lường các hạng người,
chớ có làm sự đo lường các hạng người, tự đào hố cho mình là người đi làm sự đo lường các hạng người. Con hiểu ở đây Đức Phật dạy chúng ta không nên đánh giá người khác. Tuy nhiên trong cuộc sống có những tấm gương xấu cần phải nói lên, nêu ra để mọi người noi đó mà tránh xa, như đánh giá một người. Dạ. Rồi, cảm ơn. Hai cái này nó rất quá, nó mắc mới gì nhau hết. Cái bài kinh kia, cái bài kinh với cái sao lá Đức Phật này dạy thế này. Đừng có đem cái đầu thiển cận của mình, nghe cho kỹ nha, về coi bài kinh có đúng không? Đừng có đem cái đầu thiển cận của mình mà mình gọi là phán đoán toàn bộ vũ trụ. Ví dụ như là trong cái kinh mấy cái sao lá có kể cái chuyện mà có một người thắc mắc không biết là tại sao cái sở hành nó thì như vậy mà chết là được lại được kêu về cõi cao như vậy không? Thì ở đây đó là Đức Phật ngày mới nói là ngày dạy đấy, đừng có đem cái hạn chế cái thiển cận của mình mà đi đánh giá mọi sự ở đời, bất nhiều cái ở đời thấy vậy mà không phải vậy. Bài kinh mấy cái sa lá nó có nghĩa như vậy đó, hãy cẩn thận bởi vì nhiều chuyện ở đời thấy vậy mà không phải vậy. Xong, đừng có lấy cái đầu mình làm thước đo vũ trụ, xem chưa? Rồi đó là bài kinh mấy cái sa lá. Còn cái vụ thứ hai, sống ở đời thì mình con người chứ phải mình con chó con heo, sao mà mình không biết nhận thức phải biết chứ. Mình con người, mình chơi bạn cũng lựa bạn mà chơi, lựa chỗ mà ở, lựa món mà ăn, mình phải có cái đó chứ. Bởi vì chính trong thất giác chi cũng có cái trạch pháp giác chi, mà trong 38 pháp ăn lành thì cũng có cái là không gần gũi kẻ ép, thân cận bậc thiện hữu, có trong kinh có nói mà. Thế nên hai bài kinh nó khác nhau. Bài kinh thứ nhất là đừng có lấy cái thiển cận của mình làm thước đo vũ trụ, là vì sao? Vì trong vũ trụ có rất nhiều thứ thấy vậy mà không phải vậy. Rồi đó là xong một chuyện hoàn toàn khác. Còn chuyện thứ hai, sống ở đời mình là con người đi hai chân, ăn cơm chứ phải ăn đồ dơ, cho nên phải biết lựa bạn mà chơi, lựa việc mà làm, lựa điều mà nói, lựa chỗ mà ở. Hai chuyện này nó khác. Rồi do anh hiểu sai bài kinh kia nên anh đem mình gắn vô cái này thì tự nhiên anh khùng là bạn rồi. Chị xin câu khác. Dạ, chúng con tri ân sư giải thích rất rõ ạ. Dạ. Dạ, câu hỏi kế tiếp. Bạch sư, con xin xác nhận lại điều này. Chỉ bậc thánh trong tăng đoàn mới chính là tăng bảo, hay tăng chúng nói chung là tăng bảo, hay phàm tăng hướng thượng tu giải thoát cũng được xem là tăng bảo? Câu hỏi nhất, trong có câu hỏi thứ hai. Dạ, xin sư giải thích, trong kinh nói, người nào sợ hãi luân hồi, người đó là vị tỳ kheo. Dạ, xin sư giải thích. Con cảm ơn sư. Hai này nó khác nhau. Cái chữ tỳ kheo á, nghĩa gốc đó là chữ phích khú, nó từ cái chữ phích khá là cái đồ ăn, mà phích khú là người sinh ăn đó, nghĩa đen. Còn cái chữ mà nói rằng là tỳ kheo là người sợ sinh tử, đó là một vài trường hợp đặc biệt mà Đức Thế Tôn không phải ngày giải thích cái chữ đó trên cái cạnh linguistic ngôn ngữ học, cũng phải mà lúc bây giờ tùy cái căn duyên của người đối diện mà ngài cho ra một cái câu định nghĩa như vậy đó. Này, câu định nghĩa như vậy để duyên giúp cho người ta giải thoát chặt hộ nha. Yeah. Cho nên cái chuyện đầu tiên mình phải nhớ rằng cái câu mà như là tỳ kheo là gì. Tỳ kheo là bố ma, là phá ác. Bố ma là làm cho ma vương nó sợ, còn phá ác là làm tiêu hủy cái điều bất thiện. Ví dụ như đây là những cái nghĩa bóng của chữ tỳ kheo, của lá y tỳ kheo. Chứ thật ra thì hai cái này, mấy cái này nó thấy quá, nó khác nhau sao lắc. Tỳ kheo mà nói theo tầng luật nó khác, thì là kheo mà nói theo nghĩa tặng kinh khác. Tỳ kheo nghĩa nói theo tầng luật là sao? Là phải là cái người mà thọ đại giới trước sự chứng minh của tăng đoàn, và cho đến nay vẫn giữ được 17 trọng giới. 207 thì nhiều quá, lấy 17 thôi. Đó. Cho đến nay vẫn giữ được 17 trọng giới thì đó gọi là tỳ kheo. Đó là tỳ kheo của tăng luật. Còn cái tỳ kheo mà là cái người mà gọi là biết kinh sợ cái sanh tử đó, đó là cái chữ tỳ kheo trong nghĩa đặc biệt của tạng kinh nha. Nha cái đó. Rồi đoạn thứ ba, cái gọi là tăng bảo ấy thì chính ở trong bài Suppatipanno này, trong rung này, không biết ai biết bài đâu, nhưng mà Suppatipanno và Kabato sao cái bài nó xác nhận rằng gọi là tăng bảo ở đây là chính là thánh tăng. Vì sao? Vì là phàm tăng ấy, buổi sáng làm tùy theo rất là ok, nhưng buổi chiều có thể không ra gì. Đấy, cái chuyện này không phải lạ. Thứ hai,
dầu cho đó là một vị tỳ kheo thuộc lòng Tam Tạng nên nữa, nhưng mà tắt thở một cái thì trời biết ổng được làm người hay là ổng làm heo làm bò cũng không biết, có nghĩa là lúc vậy lúc khác. Nhưng mà viện riêng vị tu đầu quần trở lên thì không, thì a la hán thì khỏi nói rồi, nhưng mà vị tu đầu quần nó là không có bao giờ xuống cái tình trạng thấp, xuống cái vị trí thấp hơn cái tu đầu quần. Không có, cái tu đầu quần ghê gớm vậy đó. Các bậc thánh là không bao giờ có tình trạng quay trở xuống cái chỗ thấp hơn cái vị trí của mình đang ở. Cái tăng bảo đó mấy vị đó đáng mới gọi là tăng bảo. Còn phàm phu quá ghê lắm. Hồi 8 giờ sáng là một ông tỳ kheo cực kỳ ok, nhưng mà 9 giờ rưỡi thì không có quắc. 10 rưỡi ok, 12 giờ có dồi. Mà có dồi ngay ở trong cái thân phận tỳ kheo, hoặc là nó tắt thở đọa làm con này con kia nữa. Này. Cho nên tùy trường hợp mình phải hiểu như tăng bảo. Có trường hợp tăng bảo chỉ cho thánh nhân, có trường hợp tăng bảo là cái người mà thọ đại giới trước sự chứng minh của một tăng đoàn trên 6 vị và cho đến nay vẫn giữ được 17 đồng giới. Và trường hợp thứ ba nó là chữ tỳ kheo là chỉ cho người mà bị sai sinh tử. Có tới 800 cái nghĩa tỳ kheo được nha, chứ không phải chỉ có một hai nghĩa dốt dốt đó đâu. Rồi xin hỏi tiếp. Dạ giờ này là cũng gần còn chỉ còn 4 phút nữa ấy. Một câu hỏi kế tiếp hay là mình kết thúc lại đây sư? Dạ một câu cuối đi, câu cuối thì tôi cũng lầm lắm mà tôi đang ngồi chuyện bò là mình đưa tiếp bắt chuyện bò. Dạ, dạ con chào sư, sư có thể giải thích cho con về không có một linh hồn trường tồn bất biến không ạ? Con cảm ơn sư. Cái câu này cũng tào lao nữa nhưng mà không nói thì không có được. Theo trong Nga Thì Đà mà nói riêng và Phật pháp mình nói chung, tất cả cái gọi là chúng sinh nó chỉ gồm cái hai phần, đó là phần hồn và phần xác. Tôi tránh nói cái thuật ngữ Phật học, tôi nói từ thế gian, hiểu không? Phần hồn và phần xác, thì cái phần xác ở đây nó chỉ là tứ đại, nó do các duyên, do các duyên gồm có thiện ác quá khứ và cái điều kiện hiện tại nó tạo tương tác tạo ra cái tứ đại. Thứ hai đó là phần xác và phần hồn ý. Nó gồm có tâm thiện, tâm ác, tâm nhân, tâm quả. Và cái tấm thanh tứ đại này nói theo khoa học thì khoa học mới chứng minh được là nó liên tục biến đổi không ngừng. Rồi cái phần xác mình nó là nó không có đứng yên rồi đó. Mình luôn luôn trong tình trạng bị đẩy về phía trước để mà tiến đến cái già, cái bệnh và cái chết. Rồi còn nói là phần hồn của mình không biết đạo, mình tưởng có một cái hồn của một cái tâm linh nó đi từ nhỏ cho đến lúc 90 tuổi no. Theo trong Phật pháp mình thì cái tâm mình nó liên tục sanh diệt hết sát na này tới sát na khác, tâm nhân, tâm quả, tâm thiện, tâm ác, tâm buồn, tâm vui, nó cứ liên tục nó tiếp nối với nhau như vậy, không có một cái gì là một, không có cái gì là một và cũng không có cái gì nó tồn tại quá một sát na. Các bạn hỏi tôi sát na là bao nhiêu, tôi mới nói sát na là một cái đơn vị tâm pháp mà nói về tốc độ thời gian nó ngắn hơn một phần tỷ của giây. Một phần tỷ của giây ngắn lắm, thấy không? Cho nên là mình hiểu đại khái là phần xác tức là bốn đại giống như nấm cát vậy đấy, do các duyên mà nấm cát nó gom lại. Còn phần hồn á, phần tinh thần của mình ấy, thì nó gom có thiện ác buồn vui chỉ vậy thôi. Và nó những bốn cái đó thiện ác buồn vui nó tiếp nối với nhau, nó sanh diệt liên tục. Ngày nào hãy chưa có thấy được bốn đế thì chính thiện ác lên nó tạo ra cái tâm đầu thai cho kiếp khác để mình tiếp tục. Rồi là một nấm cát, là một dòng chảy này, là một đám mây, cứ như vậy. Cho nên đây là lý do vì đâu gọi là không có linh hồn trường cửu là như vậy đó. Dạ, rồi rồi con chị ông sư. Còn cái cô Mỹ rồi cái cô xuất hiện chút xíu rồi là cô cái dông là nó về phòng dông nó mất tiêu không thấy nữa. Nhưng mà chị em vui vẻ nha phải không? Dạ không, vẫn còn đó thư. Ok, không mình hỏi cho chị em vẫn vui vẻ với nhau không? Nó dạ không. Dạ, dạ. Dạ vâng, dạ vâng, chúng con làm việc với các vị là những dạ. Các vị là những cái người hộ pháp phải nói là rất là đáng quý nha. Đáng quý. Mà mong rằng các vị thương nhau, thượng thảo nhau là đó là phúc lớn cho chúng sinh. Tôi có thể chết nhưng các vị không nên mất đoàn kết. Chúc các vị một ngày vui. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ.